mọi người, ở Sài Gòn bây giờ đang rất là hot trend về ốc luộc sả nha, ốc luộc chấm nước mắm sả cả nhà. Thì bây giờ là em đang đi ở trên đường quận 4, em thấy có một chị này cũng bán ốc luộc sả nè nè, thấy cũng có khách đến, thì không biết là chị này bán được bao lâu và không biết là cái ốc của chị có ngon như ốc của cô Mớm hay không. Bây giờ em sẽ đi lại review cái xe ốc của chị này và em hỏi cụ thể cho cả nhà mình nha. Đây cả nhà nhìn cái xe ốc của chị rất là ngon nha. Chào chị. Chị đang bán ốc cho khách nè cả nhà. Đây, còn đây là hũ nước mắm của chị. Nhìn cũng rất là ngon cả nhà mình ha. Đây bây giờ tiếp tục có khách tới mua ốc của chị đó nè cả nhà mình. Đây nhìn cái sợi ốc của chị hấp dẫn quá cả nhà mình ơi. Dạ anh cho em hỏi, anh có thường hay lại mua ốc của chị đây không? Cái này mình đi chạy vòng vòng mua đồ ăn công ty á, đây mình thấy mình ghé. Thấy có ốc luộc sả thì mình ghé ăn thử ha. Ủa vậy anh có từng ghé ốc của cô Mớm ăn luôn chưa? Mình có coi trên mạng, mình chưa có thời gian bởi vì mình làm ở đây á, nên là cũng hơi xa đó. À dạ. Cây nào? Dạ em kênh ẩm thực có biển. Dạ cảm ơn anh. Anh này là khách đầu tiên tới ngay cả nhà mình. Tại vì cái xe ốc của chị là cái tại vì cái xe ốc của chị với cả nhà mình là đứng ở trước cửa cái chỗ trường tiểu học cho nên rất là ồn. Này là ốc gì chị? Ốc gai. À vậy ốc gai hả chị? Có như ngút luôn á cả nhà, nóng lắm. Nhìn hấp dẫn á. Rất là thơm mùi sả. Vậy cho em hỏi giá ốc của mình ở đây là mình bán sao chị ha? Bán 50.000 nửa ký. À dạ. Đồng giá hết trơn. Dạ đồng giá hết. Là ở đây là chị có ốc bu. Bu cái này ốc lát. À. Này là ốc lát. Dạ ốc lát, ốc gai, dọc gạo. Dạ. Đều là 50.000 nửa ký. Nhưng mà mình mua chung luôn được không chị? Chị đang bán chung luôn nè. À dạ. 20 thì
cũng bán chung, ăn 30 cũng bán chung được. Dạ, vậy là 20, 30 hay là nhiêu? Nói chung là mua bao nhiêu thì chị vẫn bán bao nhiêu luôn. Dạ. Chị ở đây là có cân để cân cho nó đúng luôn nha cả nhà mình. À đây nè, đây là chị cũng có những cái chung nhỏ nhỏ này để cho khách ăn tại chỗ nè cả nhà mình. Chị rất là tinh tế, chuẩn bị sẵn cho khách hết luôn. Ủa, ở đây chị cũng có để rau răm hả chị? Có. À, chị bán ốc ở đây cũng để rau răm nữa cái nhà mình. Chợ có ốc nào cô? À, cô này là mua 1 ký ốc gạo, ốc bột gai, chung luôn. Tí xíu em sẽ mua một phần 50.000 đầy đủ để em ăn rồi em review vô cho cái chỗ xe ốc của chị này nha cả nhà. Dạ chị cho em hỏi nãy giờ quay mà không biết tên chị tên gì vậy? Chị tên Thi. À dạ chị Thi. À đây là xe ốc của chị Thi nha. Ốc gai. Đây này cả nhà, thì chị Thi là bán trước. Chị Thi là đứng bán ở trước trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nha cả nhà mình. À, cho nên là ai ở quận 4 hay quận 7, quận 8 nói chung là những ai mà gần gần ở đây á mà thèm muốn ăn ốc bu, ốc gạo hay ốc gai gì thì ghé ngay xe của chị Thi ở đây nha. Mặc dù là ốc lát của chị nhỏ thiệt nhưng mà nhìn rất là tươi và rất là sạch nha cả nhà mình. Đây chị bán xong hết được một mẻ rồi, bây giờ chị đổ ốc thêm nè. Vậy cho em hỏi bình thường thì một ngày mình bán khoảng bao nhiêu ốc hả chị hả? Mỗi thứ chị được mấy chục. À thôi vậy hả, cũng được ha. Lai gì đó. Dạ mình cứ bán lai ha. Lai gì chứ mà mừng à. Dạ cũng được. Ủa mà chị cho em hỏi là chị bán lâu chưa chị? Dạ chị bán được 5 bữa. À 5 bữa hả? À, chị đổ ốc gạo vô thêm nữa là cả nhà mình. Chị, 5 bữa có nghĩa là chị mới bán đây hay là chị đã bán lâu rồi? 5 bữa là chị ra đây bán được 5 bữa, còn trước là chị ở trong hẻm. À vậy hả? Dạ. Chị Thi nói là chị đã bán ở đây lâu lắm rồi, nhưng mà lúc trước là chị bán ở trong hẻm, trong nhà. Bây giờ là chị mới vừa đẩy ra ngoài đường rồi bán được 5 ngày thôi. Đây nhìn cái xe ốc của chị cũng rất là nhỏ như cái nhà mình mà nhìn cũng thấy rất là sạch sẽ. Chị bán ốc ở đây thì chị cũng có để rau răm cho khách luôn đó nè. Làm xong thì chị dọn sạch sẽ liền nha cả nhà mình, cho nên nhìn sạch sẽ hơn.
Để chị cho em hỏi nghe là trước kia là chị ba cũng bán ốc hay là chị làm nghề nào bây giờ chị mới bán? Trước kia chị bán ốc luôn nhưng mà kiểu chị bán nhiều loại ốc á. À dạ. Hai chục loại hả chị? Dữ. Bây giờ bán trong sớm á. À dạ. Chậm. Đồ nó lên. Dạ. Khó bán hơn ra ngoài đường. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình ra ngoài đường á thì có khách vãng lai thì mình dễ bán hơn chị ha. Dạ vậy là chị cũng đã bán rất là lâu năm rồi cả nhà mình nha. Chị cho em hỏi là như ốc này nè, mình về thì mình ngâm sao cho nó hết cát hả chị ha? Xong dạ. Giống như là cho nó sống lại cái môi trường của nó. À vậy hả? Ngộ hả? Ủa nhưng mà cái nước biển đó là mình phải mua ở đâu mới có chị hả? Ngay đầu chợ chợ ốc á. À. À có nghĩa là mình mua ốc ở ngoài chợ Bình Điền là họ sẽ có nước biển họ bán cho mình luôn. Đúng rồi, nhưng mà thấy cái dừa đó là dạ. Phải tại cái kiểu người ta bán. Dạ. Người ta bán ốc tươi sống không mà. Dạ. Ra ta cũng phải ngâm, đó là có cái dịch vụ mà bán nước biển. À dạ. Hay quá. Nãy giờ em mới nghe chị chia sẻ mới biết á. Dạ đúng rồi. Ít biết lắm. Đây chị biết là giống như những sò dương nè. À dạ. Sò mai. Nếu mà chúng ta để không thì nó đâu có sống lâu được. Giống như là mình thả nó về được cái môi trường của nó chị ha. Chị em thấy hình như là chị có hai hũ nước mắm không chị? Đúng rồi, một cái cay cái không cay. À dạ, một cái cay một cái không cay. Thích hợp cho những khách nào mà dạ khách nào mà ăn cay được nhiều á thì đây là cái hũ nước mắm thiệt là cay của chị luôn nè. Đây cái nhà mình, đây là hũ nước mắm bỏ ớt thiệt là cay dành cho những người thích ăn cay nha cả nhà. Còn đây là hũ nước mắm, cho em mở nó ra cái chị. Đây. Ui, nhìn hấp dẫn quá à. Đây là nước mắm không có ớt dành cho những người không ăn cay được. Dạ. Ở đây thường là chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? 11 giờ trưa chị bán. Chị bán hết chị vô. Dạ. Mà thường thường tầm trung bình đó là khoảng tầm mấy giờ là chị hả? 4-5 giờ. À xem như tầm trung bình đi là 11 giờ cho tới khoảng 4-5 giờ là chị xong. Cho nên cả nhà mình mà có ăn ốc á thì tranh thủ trong cái khung giờ này ghé mua ủng hộ ốc cho chị Thi nha cả nhà. Chị bán cho em một phần 50 nhưng mà ba loại ốc luôn nha chị. Bây giờ mình sẽ mua một phần 50.000 cùng ba loại ốc luôn. Chị ví dụ như ở đây mà những khách nào mà muốn đặt Grab hay Go Việt gì đó thì gì có đặt được không chị? Trời sao chị dở cái đó mà chị không biết đặt. Gì hả? Nhiều người cũng kêu mà chị không biết đặt. À dạ. Chị có nghĩa là bây giờ là 11 giờ là chị ra là chị đứng tại đây luôn đúng không? Hay là chị có di chuyển được không? Chị đứng vòng vòng ở đây thôi nè. Dạ. Thôi dạ. 140. Dạ. Vậy bây giờ mọi người ơi, nếu mà mọi người mình mà có muốn ăn ốc của chị Thi á thì đến 140 Nguyễn Khoái là của trường tiểu học luôn.
thì cứ đặt ưu việc đứng tại đó là sẽ gặp được cái xe ốc của chị Thi ở đây liền. Thì mình cũng có thể là đặt Grab hay là Go Việt hay là BB gì đó, nhiều thứ. Thì mình cứ tới đây sẽ có 140 là gặp chị Thi liền rồi mua ốc. Chị có thể cho khán giả được cái số điện thoại chị không, để khi nào mà có gì thì gọi chị cho chị cho tiện á. 0564 số chị. 0564 048 048 172. Dạ con bán ốc chú Minh. Nhiều bán sao? Chú Minh ăn nhiều con bán nhiều. 2 chồng 3 chồng 4 chồng 5 chồng. Dạ. 2 chồng 5. Này, có chú này là mua một loại ốc 20 ngàn chị Dân bán cho cái nhà mình. Nhưng mà bán là bán trong cái vui vẻ niềm nở. Thì chị muốn bán giá nào cũng được hết cả nhà mình. Chị, em xin phép chị cho em cầm cái bọc thôi. Đây nè cả nhà mình. Đây là một bọc ốc bu, ốc lát mà chị Thi bán 20 ngàn nè. Nhiều lắm á. Cái này chắc cũng có khoảng được 200 gram á chị. 20 ngàn là 200 gram nha cả nhà mình. Một mình chú này ăn là ngon luôn. Cho nên chị bán ở đây giá cũng bình dân thôi cả nhà mình ha. Bán ở đây thì cũng la ra cho cả nhà mình, chứ không phải là đắt khách đông khách giống như ở bên của cô mớm nha cả nhà mình ha. Cho nên mình tới đây mua thì mình sẽ không có sự chen lấn như bên ốc cô mớm. Rồi mọi người ơi, em mới vừa đổ cái ốc này ra nè. Đây. Ốc này là hồi nãy em mua của xe ốc của chị Thi á. Đây mọi người thấy nè. Nhìn hấp dẫn không mọi người? Rồi, còn đây là bọc nước mắm nè. Bọc nước mắm này thì em ăn cay được, cho nên là em sẽ lấy cái bọc nước mắm cay. Đây, mọi người thấy cũng hấp dẫn ha. Nhìn nước mắm này hấp dẫn cũng không kém gì nước mắm của cô mớm. Nhưng mà không biết là cái vị ăn như thế nào. Giờ em sẽ đổ ra nha. Đây này cái nhà mình. Đây là cái chén nước mắm tỏi ớt. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn ốc với em nha. Đây nè mọi người. Nói chung ốc thì nhìn cũng tươi. Nhưng mà con ốc này ở đây thì nhỏ hơn ốc của cô mớm bán nha cả nhà mình. Rồi, bây giờ em sẽ lấy ốc ra. Đây nè mọi người. Nói chung là ốc cũng tươi, ngon. Cái phần nước mắm á thì cái vị của chị Thi làm nó có cái vị hơi ngọt hơn so với cô mớm. Cô mớm thì làm cái vị nước mắm nó
nó hơi có cái độ mặn hơn, nó đậm đà hơn. Còn của chị Thi á thì hơi lai sang của kiểu của người miền Tây, cho nên là cái nước mắm hơi ngọt nha cả nhà. Nước mắm hơi ngọt hơn là nước mắm của cô Mớm nha. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn ốc gạo với em nè. Đây nè mọi người. Ốc gạo cũng tươi luôn á, ăn không không có cát nha. Nói chung là em nhìn thấy ốc ở chỗ chị Thi làm á thì cô sơ nghe thì sạch hơn ốc của cô Mớm tí xíu, nhưng mà cái độ tươi á thì vẫn là ngang nhau. Còn phần ốc ốc gạo này nè mọi người, ốc gạo này á thì chỗ của chị Thi thì có to hơn ốc gạo ở chỗ cô Mớm, nhưng mà về cái phần ốc lát này á thì lại nhỏ hơn ốc của cô Mớm, nhỏ hơn ốc của cô Mớm nhiều, ốc của cô Mớm to hơn. Con này bự ghê luôn mọi người, quá bự luôn nè, mình nhìn thấy cũng sạch. Đây này cái nhà mình. Ồ, đây em kéo ra luôn, quá hấp dẫn. Ngon quá tươi luôn, ăn không có cát thì cả nhà mình ăn rất là ngon, không có cát. Nhưng mà về cái phần nước mắm ở chỗ của chị Thi á, thì không có sánh, không có kẹo lại giống như của cô Mớm. Nước mắm của cô Mớm thì nhìn là nó sánh hơn. Còn ốc này là ốc gai nè cả nhà mình. Ốc gai nè, tại vì ở trên người nó có gai gai á nên nó ốc gai này là ốc biển. Đây nè cái nhà mình, giờ em lải ra nè, giờ em ăn thử sao. Lúc chiều em ăn thử ốc gai này ở chỗ xe của chị Thi á thì em không có chấm với nước mắm, nhưng mà ốc á thì nó cũng đã có cái vị mặn rồi, không biết là mặn của nước biển hay là do chị Thi lúc mà luộc có để nước muối vô rồi nó mặn hay không thì em không biết, nhưng mà ăn vô cái lúc mà không chấm nước mắm á thì nó cũng mặn rồi. Giờ là mình chấm nước mắm thử xem sao nha, không biết có ngon hay không. Đúng là khi mà mình chấm nước mắm á mọi người, ăn nó ngon hơn. Được. Nhìn chung là ốc của chị Thi á thì tươi, ngon. 1 ký thì chị bán là 100 ngàn, nửa ký là 50 ngàn, nhưng mà mình mua một phần á, nãy lẹ mua một phần đầy đủ 3 món luôn, ốc lát, ốc gạo, ốc gai là 50 ngàn nửa ký. Chỗ chị Thi thì cũng có cho rau răm nữa nè. Mà mọi người, nước mắm ở chỗ của chị Thi á thì cái phần ớt này là không có cay giống như là nước mắm ớt ở chỗ của cô Mớm nha. Nước mắm ở chỗ cô Mớm cay lắm luôn á. Cái phần của chị Thi này thì em ăn cay được, nó không có quá cay. Mà em thấy là ở chỗ xe ốc của chị Thi á thì chị Thi cũng làm mà 3 loại nước chấm ăn với ốc, là một loại thì nước mắm chua ngọt có ớt,
là cay. Thì chị cũng có làm một cái phần nữa là nước mắm chua ngọt này, nhưng mà không có để ớt, đó cho những người mà không có ăn cay được á, với lại như em bé này kia, với có thêm là muối tiêu chanh nữa cho mọi người ăn. Nên thấy cái điều này nó cũng rất là hay, sẽ có nhiều cái sự lựa chọn nước mắm hơn cho mình dễ chấm hơn. Công nhận ốc gai này ngon mọi người. Ốc gai này ngon á. Nếu mà mọi người có muốn đến đây để ăn thử xem là có đúng ngon giống như những gì em review không, thì mọi người hãy đến cái địa chỉ mà em có ghi trên clip đó nha, và cả luôn cái số điện thoại của chị Thi luôn, để mọi người có đến thì điện điện thoại cho chị, hoặc không thôi là mình đặt hàng ốc của chị á, thì mình điện thoại cho chị ha. Ngon. Chung là nước mắm không có ai làm ngon mà nước mắm của cô Mớm làm nước mắm ngon hơn. Ốc thì đâu đâu cũng vậy, nhưng mà nước mắm của cô Mớm ngon hơn. Ngon quá mọi người. Đây là thịt của con ốc gai nè. Ngon quá. Đây có hai bé thì tới nè. Sài Gòn bây giờ đang rất là hot trend, hút khách về cái món ốc luộc khắp xã cho cả nhà mình. Tục có khách nữa. Ê, ở đây chị cũng có muối tiêu nữa nè. Chị thí dụ như khách tới mà chưa có từng ăn ốc của chị á, thì muốn ăn thử á, thì có được không chị? Vô tư. Vô tư luôn hả? Ăn thử rồi người ta biết á, người ta ăn giùm mình nhiều hơn nữa. À cho dạ. Thoải mái. Tiện. Em nè. Ăn cũng gần lại nha. Dạ cứ
lúc có tiền sao? Để thêm 200 ngàn nữa. Để ăn hết rồi hả? Chưa, đi mua gì, chưa có công ty. Trời ơi, em trai này đã mua xong rồi mua nữa nè. Đồng giá chị, mỗi cái 50. Chị cho em ăn thử con ốc gai không chị? Nhìn ốc gai lạ quá. Giờ mình sẽ ăn thử con ốc gai nha cả nhà. Đây em trai ăn thử em trai. Nói gì mình không lại được. Chị, em trai hỏi chị gì kìa chị? Đây cả nhà, em trai này lễ ra cho mình một con ốc nè. Mình ăn thử nha. Giờ không cần chấm. Ngon à. Rất ngon cả nhà. Mặc dù là chưa chấm nước mắm nhưng mà cái vị của ốc vẫn còn, vị ngọt của ốc vẫn còn chứ không có phải là nhạt nha cả nhà mình. Ăn chơi, ăn vặt. Chị, mình có cái sự phân biệt được giữa ốc bu và ốc lát không chị? Có. Đây là ốc lát mình kích nó bằng, phải không? Uống nhiều không chị? Muốn ăn nhiều thì bán nhiều. Còn con ốc bu là cái đít nó thấp, nó chu chu lên. À dạ. Ốc bu nhưng mà bu này là bu nuôi chứ không phải là bu vàng phải không chị? Bu miền Tây á. À dạ. Bu miền Tây, không phải bu vàng. Dạ. Chị ốc này mình trước khi luộc có là mình có chà rửa kỹ không chị? Chà rửa 2-3 lần đó chị. Wow, cực quá ha. Ngâm nữa. Ở ngâm đó hả chị? Ngâm mấy tiếng cái rửa nhất. Dạ. Em thấy ở dưới quê thường hay ngâm xong cái cắt ớt cho nó cho nhã thôi không chị? Dạ. Cái này là ốc bu nè. À dạ. Ốc bu thì nhọn nhọn ra. Dạ dạ dạ, em thấy rồi. Bữa nay được chị chia sẻ nhiều cái mới lạ quá. Ốc đó nè chị. Mình thấy khách tới đây mua đa số là khách mới không mà cả nhà mình. Cho chị hỏi là em biết được cái xe ốc của chị Thi này lâu chưa? Dạ, em mới thấy ở trên Facebook á. À, cho nên bây giờ là tới mua ha. Dạ. Bữa em ra rồi nhưng mà không thấy hả? Không thấy. Thôi vậy cũng được.
ra lần thứ hai tìm vẫn mua được là mừng rồi. Vậy cũng có duyên. Ngày nào chị cũng bán. Hết sớm, hết sớm. Em gái này mua ốc xong qua chụp hình để review giúp chị Thi luôn. Vậy cho em hỏi ví dụ như là ngoài những cái ốc như bữa nay chị có nè, thì khách muốn ăn những cái ốc khác đó, thì chị cũng có làm không chị? Chung là bữa nào chị đi chợ đó, chị thấy ốc nào ngon thì chị mới mua chị bán. À dạ. Mỗi ngày làm ốc đều đặn như vậy rồi có ai phụ chị không chị? Mình vậy dạ. Ờ giỏi vậy. Có cái chị bạn thì chị vô nước mắm giùm. À vô nước mắm giùm, còn ốc và rửa luộc là một mình chị luôn. Trời giỏi quá ha. Ủa rộng xã đâu sống phụ chị? Không chị làm. Dạ. Quen không? Bán trong hẻm lâu năm rồi mà không quen cho được. Chỉ là bây giờ mình đổi điểm ra mặt tiền mình bán thì hơi bỡ ngỡ chút thôi. Dạ.